Cuối giờ chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã có buổi tiếp lãnh đạo liên doanh Indochina Kajima do ông Keisuke Koshijima, giám đốc đại diện và phó chủ tịch điều hành tập đoàn Kajima, thành viên hội đồng quản trị liên doanh Indochina Kajima làm trưởng đoàn. Cùng tham dự về phía Đà Nẵng có lãnh đạo ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư cùng các sở ngoại vụ, du lịch, kế hoạch và đầu tư, ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng liên doanh Indochina Kajima do công ty Indochina Capital cùng đối tác là tập đoàn Kajima của Nhật Bản thành lập vào năm 2016, đang có nhiều dự án đã và đang đầu tư tại Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, nhất là trong lĩnh vực bất động sản, Chủ tịch UBND ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đánh giá cao năng lực của tập đoàn và cho biết lãnh đạo thành phố sẽ hỗ trợ tối đa cho tập đoàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án của tập đoàn đang triển khai tại Đà Nẵng cũng như các lĩnh vực dự án mà tập đoàn dự định sẽ đầu tư vào Đà Nẵng. Đồng thời cho biết hiện khu công nghiệp Liên Chiểu còn 80 ha rất phù hợp cho tập đoàn đầu tư kho bãi và logistics tại gần cả Liên Chiểu. Tập đoàn Indochina Kajima rất quan tâm đến gợi ý này và cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và có sự trao đổi xúc tiến cụ thể hơn với các sở ban ngành của Đà Nẵng.